Chào bạn đã đến với Ganh TV Gameplay. Mình là Junki. Và trong ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục có những cái tình huống là trải nghiệm và chơi con Iris ở theo đường phép. Thực sự mà nói thì hôm nay là cũng là một ngày mà khá là vui, khi mà chúng ta sẽ được cầm Iris đây. Và trong cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ chơi con Iris đi rừng. Rõ ràng là con hero này nó đi rừng thì sẽ có những cái tình huống một chút gì đó các bạn thấy hơi sai sai. Tại vì bình thường người ta đi rừng thì người ta hay đi theo đam vật lý. Và mình trong cái kèo ngày hôm nay thì mình sẽ thử làm phép nó sẽ mạnh mẽ và imba như thế nào. Thì đầu tiên vẫn là những cái tình huống mình mua hai cái cục đam phép, sau đó là cắm mặt vào rừng farm thôi. Các bạn nên nhớ rằng là con này ở những cái thời điểm đầu game nó không phải là con hero đánh nhau tốt, nên đồng nghĩa với việc là thấy đánh nhau là cần thiết phải né. Con chỉ là ném harass đợi bạn và né về thôi. Chứ đầu game nếu chúng ta đối diện vào vị trí của con Pito nó rất là mệt. Và bây giờ lại tiếp tục bò vào rừng. Rõ ràng là cái khoảng thời gian này đi rừng nó tương đối là khó khăn. Nhưng cũng khá là may cho con Iris là nó có cái khả năng ném skill như kiểu boomerang ấy, ném sau nó bay lại. Nên đồng nghĩa với việc là cái khả năng farm rừng nó đẩy quái lên khá nhanh. Và bây giờ là những cái tình huống đâm chọt. Trong cái game đấu này thì bên phía đội hình của team mình đang có sự xuất hiện của Vox. Và Vox sẽ là một đam vật lý cũng khá là tốt, có thể trụ lane một cách ok luôn. Còn khá là vật khi những cái turn farm rừng ở thời điểm đầu game như thế này. Đấy, bò bò. Không biết là ngoài đường chính thì mấy ông ở đường chính ông đang làm gì. Có thể nói là đang đứng trụ farm thôi, trông rất là khổ sở. Và trong khi mà mình đã farm xong hai turn này thì mình lại quyết định là bay về để bổ sung thêm lượng đồ. Tại vì là trong cái tựa game phiên bản Vanguard 2.0 thì chúng ta có thể thấy là 4 phút đầu chúng ta không có sốt rừng, đồng nghĩa với việc là các bạn bắt buộc phải bay về nhà mua đồ mới có thể đủ đồ để có thể đánh nhau ở phút thứ tư. Nếu các bạn cứ để dành một cái cục tiền lớn mà không chịu về nhà mua thì đồng nghĩa với việc là khả năng farm rừng của các bạn sẽ chậm đi và khả năng bị ép rừng rất là cao trong 4 phút đầu game. Còn nếu mà sau 4 phút đầu game thì cái khả năng ép rừng nó khó hơn rất là nhiều, tại vì xuất hiện ra con quái rất là lớn, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Lại tiếp tục lăn lộn, lăn khá mệt rồi, bò bò ở đây. Và rõ ràng là những cái khoảng thời gian đầu game thì các bạn thấy chúng ta đang có những cái tình huống là đi farm cực kỳ chăm chỉ rồi, có một chút gì đó, có những cái lượng farm rất là vất vả ở đây. Và có thực ra thì trong cái game đầu này thì mình sẽ ưu tiên lên toàn bộ là đầu phép thôi. Cái con Iris này thì nếu mà nó đánh theo đam phép ấy, thì theo như mình nghĩ thì nó sát thương chủ yếu nó là cái skill 2. Và khi mà các bạn thả cái skill 2 làm thế nào để cho nó đúng cái điểm mà giật lại ấy, thì đồng nghĩa với việc là team bạn sẽ mất cấp đôi đam. Đó là một cái điều mà kinh khủng ở cái skill của con Iris này. Thì cái khả năng mà chúng ta phải căn rồi sau đó là phải có những cái tình huống làm thế nào cho chuẩn, cho đúng. Thì cái này thì các bạn cần thiết phải luyện tập con Iris nhiều. Và một tin mừng là trong chính thức là ngày hôm nay, đúng ngày hôm nay thì Vainglory nó đã chính thức bán Iris bằng Glory. Và đây sẽ giúp cho rất là nhiều bạn có thể trải nghiệm được, có thể chơi được và có thể xem được con này có phải là một con tướng mà làm hero tủ của chúng ta không. 4 phút đã bắt đầu rồi và đồng nghĩa với việc là chúng ta xuất hiện được cửa hàng ở đây. Có cửa hàng ở đây thì đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể shopping trong rừng dễ hơn. Hiện tại thì mình đã đạt được level 5 rồi, bây giờ ra ngoài và có những tình huống ném thôi. Rõ ràng là chỉ là ném thì harass thôi. Còn lăn lộn ở đây thì nó cũng khá là mệt. Có tình huống lăn lộn khá là quê, đập đầu vào tường. Lại tiếp tục farm. Chỉ là farm thôi mà. Trong game đấu này thì nhận định qua một chút thì con Pito thì bạn nó cũng khá là hiền. Khi mà chúng ta thấy là Pito không có một cái turn ép rừng nào. Nếu mà đầu game mà Pito muốn ép rừng sang để ép vào con Iris này thì nó quá dễ luôn. Vì Iris không có bất cứ cái gì để chống cự cả. Ném tiêu nếu ném trượt đồng nghĩa với việc là sự lăn lộn đi về thôi. Nhưng mà cái turn này thì là cái turn mà Iris của mình nó cũng khá là trong trâu rồi. Nên đồng nghĩa với việc là khả năng đánh nhau cũng như là khả năng gọi là cào cầu máu của team bạn là mình có. Và lại là farm ở đây rồi. Đấy, những cái tình huống mà lăn rồi sao này, đập kiếm các thứ nó rất là vui vẻ. Rồi quyết định là đi di chuyển ra ngoài lane để làm trò con bò nào. Có những tình huống mà mình sẽ ra đây để harass team bạn.
đấy, cái lượng burst stam vào vị trí con Aran nó khá là đau. Con Aran cần thiết là cẩn thận. Đây, di chuyển về, bỏ về thôi. Tên này bỏ về bằng phát nổ Pito, nhưng chúng ta thì thấy là khả năng cao máu đến từ mình vào vị trí con Pito nó cũng khá là đau, và đồng nghĩa việc là con Pito không dám lên đánh nhau với mình đâu, rất khó luôn. Bây giờ lại tình huống mà vòng quanh sô-cô-la, Vóc di chuyển vào rừng rồi thì mình cũng quyết định là phải bỏ vào rừng để có thể mua đồ. Ông Vóc đã hoàn thành xong một cái breaking point và mình lại tiếp tục cái công cuộc gọi là khá là vật vật của mình, khi mà suốt ngày phải chạy vào rừng farm con quái rừng, và sau đó là có những cái tình huống mà phun đồ rồi đánh nhau. Đợt này nếu mà con Irid phun đồ theo đường phép thì nó cũng khá là mạnh đấy, nó cũng là một con hero mà tương đối là đáng gờm. Nếu mà để đối đầu với Pito thì theo như mình nghĩ thì Irid có thể đối đầu được. Nó sẽ không kiểu đánh solo mà nó sẽ kiểu bắn trường cao cấu sau đó mới bay vào giết hại rồi. Tên này thì chúng ta cần thiết đợi những cái lượt combo, và bây giờ mình sẽ di chuyển ra bằng một tình huống phát nổ là ném tiêu này. Đấy, ném tiêu các bạn có thể thấy là lượng harass khá là đau, nhưng nó cần thiết phải có hai đam khi mà chúng ta ném được ở một cái mức mà ngoài rìa. Bằng đánh con Irid theo đường phép thì có một chút gì đó cần phải sự tinh tế, và ở đây thì mình cũng đang thể hiện cái sự tinh tế bằng cách ném tiêu bay ngược lại là cái thứ. Vâng, khi mà team bạn đang khá là vất vả ở vị trí ngoài lane thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ ke rừng thôi. Vâng, cái tên này thì mình sẽ ăn rừng thật là nhanh. Vâng, hình như là họ đã biết mình ăn rừng rồi. Tôi xong rồi, bị trói lại rồi, chạy thôi. Vâng, bật giày lên chạy thôi, quả đấy đứng lại có khi là hữu. Mình hiện tại thì mình đang cố gắng là lên cái đường phép, lên thật nhiều phép. Đấy, có những tình huống mà lên càng nhiều phép càng tốt. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy là khi mà mình đã đạt quá 125 nội tại về đường phép thì mình đã được kích hoạt nội tại rồi. Kích hoạt nội tại bây giờ con Irid của mình có khả năng bắn xa. Vâng, có lượng gây đam bắn xa nó cũng khá lớn đấy, nó cũng không hề gờm gì đâu. Nó cũng là 85 đam phép và 50% đam vật lý, nó cũng tương đối với con hero này. Và bây giờ thì 85% đam phép. Theo nhà phát triển thì họ cũng đã có một cái tình huống gọi là tính toán cái lượng đam nó một cách tương đối là hợp lý. Khi mà ở đây thì mặc dù là chúng ta lên rất là nhiều đồ phép nhưng mà cái lượng đam được cộng vào chỉ là 85% thôi. Không biết là phiên bản update sau thì nó có bút lên là 100% không. Nếu bút lên 100% thì ít thực sự mới là một con hero nguy hiểm. Vâng, lại là úp lồng đến từ thanh niên Aran. Vâng, bây giờ trung kình có sống được không? Mình đang cố gắng đứng đầy harass, vâng, ném một Pito rất đau. Vâng, chúng ta thấy là một tình huống mà mình thả Pito mất quá nhiều máu. Vâng, bây giờ thì họ cũng cần thiết là cẩn thận của mình. Đấy, các bạn có thể thấy là khi mà cái mũi tên của mình ấy bay vào đúng cái điểm mà điểm rơi, điểm quay về ấy, đồng nghĩa với việc là lượng gây đam nó rất là lớn. Có nghĩa là chúng ta sẽ tưởng tượng như là nhân đôi đam luôn. À, bây giờ thì chúng ta cần thiết mình ném căn. Vâng, vẫn là 8 phút, mình vẫn chưa gây giết một mạng nào. Nhưng lượng đồ của mình farm ở thời điểm hiện tại nó rất là đều. Và khi mà mình farm nhiều đồ này đồng nghĩa với việc lát nữa thì harass team bạn rất là đau đây. Và đặc biệt là team bạn lại còn hai con hero màu gián như kiểu Pito và như kiểu Ringo thì khả năng mà giết hại nó quá là nhanh luôn. Làm sao để có thể thở ở đây? Irid đây rồi. Đang lại là tiếp tục cua đồ phép rồi. Đợt này thì mình đang hướng tới một cái Antinate. Và nếu mà chơi được phép thì các bạn sẽ tăng mắc 1-3. 1-3 thì khả năng đầy rồi. Còn con Pito hơi láo. Tình huống Pito nhảy lên quá cao, láo vừa lêu. Không hiểu Pito nghĩ cái trường lực gì mà dám phay phi lên trong tơ đó. Vâng, mình lại harass Ringo. Các bạn có thể thấy là cái lượng đam harass đến từ con Irid này ở cái thời điểm đầu game nó cũng khá là đau. Vâng, tiếp tục những cái tình huống mà lăn lộn do ăn vạ đến từ con Irid. Vâng, cái boomerang nó bay đi bay lại, nếu mà các bạn né cái turn bay về của nó thì nó lại bay thêm một lượt nữa. Nhưng mà mình chưa tính là cái lượng đam nhân 3 của nó như thế nào, mình mới thấy là đam nhân 2 thôi. Vâng, không biết là lượng đam nhân 3 thì nó có khủng khiếp hơn không. Vâng, bây giờ trung kính đang bị bắt lại, nhà mình vẫn đang có những tình huống mà chạy harass khá đau, không hề đơn giản một chút nào. Đấy, lại là nhân đôi đam đến từ con Irid. Vâng, có thể nói là Irid phép là một con hero mà có thể cấu máu khi bạn tầm xa. Hình như đồng đội đánh nhau hơi nhiều rồi. Rồi xong rồi, tên này thì mình vừa vào rừng mua đồ và chắc chắn là sẽ có cái mạng ngã xuống. Vâng, đó là cái mạng ngã xuống rồi. Và bây giờ thì mình đang cố gắng là kiếm. À đây, tự nhiên Ringo một tình huống di chuyển lên khá ngáo. Không hiểu tại sao quả đấy Ringo lại cố gắng chạy lên như vậy.
Tưởng là Adan máu yếu, không có ai hỗ trợ chăng? Ngon quá. Turn này là turn mà mình sẽ cố gắng harass vào vị trí của Legion. Bằng mất khá nhiều máu ở Pito. Pito khá là có những tình huống mà bị harass tưởng nói đau. Ông Pito bây giờ làm sao? Ra đây với nhau không? Đấy, họ cũng phải kinh kinh khi mà lượng ném đam của mình cũng không hề đơn giản. Ném cũng tương đối là gian sát. Nào ăn trộm được con quái nào thì ăn trộm thôi. Rồi xong, Ringo di chuyển ra rồi, thôi biến về thôi. Tuần này thì không nên ở lại một cách liều lĩnh. Bằng những cái mạng đầu game thì nó rất là quan trọng, đồng nghĩa với việc là chúng ta cần thiết phải lên thêm. Và bây giờ thì mình đang quyết định là lên thêm một cái gọi là Glass nữa. Có hai cục Glass thì khả năng mà bắn với cái lượng gây đam nó tương đối lớn ở đây, đồng nghĩa với việc là mình sẽ sử dụng skill 2 cấu máu tìm bạn. Những team mạng thì thấy cái skill 2 của mình bay ra, đồng nghĩa với việc là họ sẽ rất là sợ. Kiểu những con mà lên full nam như Ringo, Vito thì họ sẽ có một cái lượng máu mất ít nhất là nửa máu sau một turn ném. Đây ví dụ như này, vâng, mới chỉ là một nhát thôi. Lại là tiếp tục, đấy, Adan hơi láo nha. Di chuyển lên bắn mình. Ở đây thì chúng ta nên giữ khoảng cách với team bạn. Tại vì là Irith thì hiện tại thì cũng có thể chơi theo đường vật lý và đường phép. Ở đường phép thì chúng ta cần thiết là một thanh niên mà giữ vị trí và ném boomerang tốt. Vâng. Còn Vito sắp chết rồi. Vito sau cái turn bị harass thì thanh niên này đã có cái kèo là hiền hơn rất là nhiều. Hai nháy ăn vào cái tia vào đầu thì lấy cái gì mà đỡ đây. Vito ơi. Vào đây đánh nhau không Vito? Đang lại là ném và kéo về thôi. Liên tục xả cái boomerang. Vâng, bây giờ là lăn vào. Ăn trộm được rừng quả nào không? Úp lồng và bây giờ dồn đam. Vâng, Pito chúng ta thì đấy là cái khả năng burst đam chết luôn Pito của mình rất là nhanh. Và bây giờ là mình sẽ quyết định là ăn Ringo nhưng mà nó hơi nguy hiểm. Đây hiện tại vẫn còn trụ của team bạn. Pito tên đấy thì lại chết. Pito rất tội trong game đấu này. Lại là lăn về thôi. Tên này chúng ta không nên đánh tây bò với con Ringo. Cứ là harass, cứ là mất nó nhiều máu thì sau đó là đánh nhau thôi. Sau đó là tung những cái quả, những cái liễu cực kỳ điên đảo. Vâng, di chuyển lên đây, vâng. Chúng ta thấy là Ringo đang bị những cái tình huống mình cầu máu rất là đau. Và đồng nghĩa việc là Ringo không dám đánh ấy. Ringo cứ cẩn thận đấy. Đang tiêu của mình bay liên tục. Mình quan khi nào mình thử phát tiêu mà nhân 3 đam thì nó sẽ như nào. Mình chưa thử. Tại vì là cái vị trí mà tướng của team bạn này lăn lên lăn xuống nó rất là mệt. Và không biết là nó lăn 3 đam như nào. Vâng, mình đã lên 2 cục Glass rồi. Và khi mà đục hai cục Glass này thì chắc là mình sẽ hướng tới một cái Antinate Green. Khi mà có cái Antinate Green thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những khả năng tốc bắn nhanh hơn. Với cả có những cái tình huống là gây thêm một chút lượng đam để phép khi mà các bạn đánh Kite đàng hoàng. Đây rồi, gặp nhau rồi, lại tiếp tục khai ra được úp lồng đến từ Adan. Và bây giờ thì rồi, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Vâng, họ vẫn rất bình tĩnh. What the fuck? What the hell? Sao tự nhiên con vóc nó bốc hơi nhanh vừa lên? Mình vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy là nó bốc hơi rồi. Và thôi sao, trung kính nó bị harass khá đau. Tên này thì khi mà team mạng khá đông ở đây thì chúng ta cần thiết vậy. À, Pito ra đây, đánh nhau không? Đánh nhau không Pito ơi? Này, thất này. Ôi thôi xong. Xong rồi. Ngoài đấy sao tự nhiên có những cái tên mà khó thế nhỉ? Tình huống đấy mình cũng hơi lao láo. Và định vào solo kill ở vị trí của Pito. Nhưng mà nó nó lại không gây đủ đam, đồng nghĩa việc là vòng ra. Đồng đội team bạn có tình huống vừa nãy di chuyển lên khá là hay. Rồi xong, cẩn thận. À đúng rồi, bật blog di chuyển này rất hay vóc. Tốt, không sao. Chết một mạng nhưng mà trả thù lại 1 tỷ mạng. Trong keo này chúng ta có một tình huống ngất xỉu rất là khổ. Và lại tiếp tục những cái tình huống là ném boomerang rồi. Turn này là cái turn mà chúng ta lại cắm mắt vào farm tiếp. Lát nữa trả thù sau. Pito về late game thì nó rất là yếu. Và nếu mà các bạn đánh trong thị trường rank ấy, các bạn khá sợ vào Pito, thì chúng ta sẽ cố gắng. Nếu mà ghéo về trận về late game thì Pito thực sự mà nói nó không phải một con hero quá mạnh, nên chúng ta có thể an tâm được về late game. Còn bây giờ thì vẫn là những tình huống mà di chuyển ra khá ra thôi. Turn này là cái turn mà mình ném cái lượng cây đam nó tương đối là lớn ở đây. Vâng, lại là phải né về. Úp lồng đến từ trung kính. Bây giờ như nào? Vâng, Harad và Vito vẫn quá nhiều đam.
Vito lại là một thơm nữa chết. Tội Vito vờ lêu. Là một cái tình huống mà mình sử dụng con Iris có những tình huống ném tiêu nó rất là đau. Và thanh niên Vito lại là thanh niên lúc nào cũng ăn trọn hai cái mũi tiêu của mình. Hãy chui vào người đồng đội và nhảy ra thôi. Đơn đấy là tên và chạy về nhanh của mình. Sợ là team bạn có những tình huống mà phi lên Harass. Thôi chứ cái tên này thì khó về rồi. Ê, vẫn đang chạy kìa. Vẫn chạy được ạ, vãi. Không hiểu em tôi trường lực nào em có thể chui được vào vị trí con trụ. Và bây giờ họ băng trụ, họ giết em tôi luôn. Nhưng mà vẫn không chết, nó quá lầy. Đang tưởng chừng như là chết rồi, nhưng mà nó không hề chết một chút nào. Vâng, lại là lên đây chiêu người. Vâng, bắn nó có cảm giác một chút gì đó không thấm tháp là bao nhiêu. Vâng, chúng ta trong game đấu này nhằm đến Vito thôi. Còn Vito mặc dù nó lên Aegis rồi nhưng mà có bạn nó vẫn yêu, vẫn rất là mềm. Vâng, lại là farm thôi, đợt này farm một cách ok. Farm đầy đủ, farm đàng hoàng. Vâng, xong để có thể nhiều tiền hơn thôi. Rồi, bom lại nổ rồi. Liên tục những cái kèo gọi là đứng farm cũng như là đứng trụ len đến từ bên phía đội hình của mình. Hiện tại thì team mình vẫn chưa có những cái tình huống gọi là dám phi lên để có thể tấn công một cách đàng hoàng. Vâng, có những cái tình huống gọi là lên farm rồi sau đó là phòng thủ. Team mạng không thể công thì đồng nghĩa với việc là game đấu phải kéo về late game, đơn giản vậy thôi. Và kéo về late game chắc chắn là team mình sẽ khỏe hơn khi hai co rất là mạnh. Vâng, bây giờ là phi lên ném vào Vito. Vâng, Vito rất thổ báo, đồng nghĩa với việc là chết luôn. What the fuck, đam gì to vậy anh ơi? Không hiểu chuyện gì xảy ra. Con Vito nó đang phun máu, nó đang căng tràn sự sống, đang kiểu tuổi tươi trẻ, tuổi xuân, tự nhiên bốc hơi một cách vậy trong vánh. Vẫn chưa hiểu cái lượng đam của mình đâu ra. Con đời heo, khỏe vãi nồi. Vâng, trong turn này thì các bạn có thể thấy là cái khả năng mà nhảy vào và lăn ra rồi là tiêu diệt vào Vito của mình nó quá là nhanh luôn. Hơi ngại tình huống lăn lộn định qua tường nhưng mà nó không thành công. Rồi xong rồi, tên này là ăn Kraken thôi. Năng lượng đam khá là lớn đến từ mình cũng như là Ada cũng như là Pop. Thì theo mình nghĩ thì cái khả năng mà ăn vào vị trí của Kraken này là quá nhanh. Rồi xong rồi, ăn Kraken không mất bao nhiêu sức thành công lực. Và cái mà vật phẩm tiếp theo mình sẽ lên là Clockwood. Cái Clockwood thì có khả năng mà tăng phần trăm đam phép cũng như là giảm cooldown đến tận 40%. Và đây là cái vật phẩm nó rất là tốt nếu mà chúng ta muốn đánh theo sát thương phép. Và nếu mà mình lên hai đồ đam phép bự như thế này rồi, thêm cái Clockwood thì nó rất là tuyệt vời mặt trời. Bây giờ các bạn có thể thấy là mình bắt đầu harass vào vị trí Bingo cũng tương đối là thấm rồi đây. Liên tục những tình huống mà ném boomerang để có thể trêu người team bạn. Tại sao là đẩy thẳng vào vị trí ông trụ rồi. Vâng, ném phát vào vị trí ông trụ mất khá nhiều máu đây. Vito lại là một tình huống di chuyển lên, một đống bãi xít đến từ Vito. Không hiểu thanh niên này kiểu bị ỉa chảy hay sao, mẹ đẻ xít ra nhiều vờ lêu luôn. Vâng, bây giờ thì chúng ta có tình huống là hút thẳng vào trụ. Vâng, úp lồng đập đầu vào lòng rồi chạy thôi. Đây, bây giờ thì chúng ta có thể rút về thành công. Vâng, chúng kính mất khá nhiều máu, nổ đây. Vâng, di chuyển lên đến tới vác nào. Vâng, Harass cũng tương đối đau ấy, quay lên bắn. Vâng, bắn khá đau nhưng bật phao tần rồi nên tên này lại là tên vũ trụ. Kèo này là kèo đi về thôi, kèo này đi về thôi, không thể láo được, láo lên là chết. Thời điểm vượt qua từ phút thứ 19 rồi thì đồng nghĩa với việc là sức mạnh của Vito như các bạn thấy thì nó đã yếu đi rất là nhiều. Nên các bạn không cần thiết phải lo lắng quá nhiều cái Vito đang ở trong những cái màn draft pick. Và cần thiết nếu mà đánh draft pick ấy, mà họ thấy bên kia pick Vito thì các bạn hạn chế combat trong rừng càng nhiều tốt. Tại vì là Vito ở những cái thời điểm đầu game nó thực sự mà nói nó là một con hung thần trong rừng. Với cái lượng những con đệ nó rất là khó chịu. Và đồng nghĩa với việc là khả năng mà nó lấn lướt và nó ép rừng. Nhưng mà trong phiên bản này thì Vito nó cũng khá là khó ép rừng. Tại vì là nếu mà bước sang thời điểm phút thứ tư ấy, thì khả năng mà ép rừng Vito nó là không có. Tại vì nếu mà ép rừng thì đồng nghĩa với việc phải đối diện với con quái mỏ ăn thạch. Nó là một con quái mà ăn thạch và lượng gây đam nó quá lớn. Còn bây giờ là vẫn là những Eton mà đứng đây để có thể hỗ trợ thôi. Đấy, rõ ràng là team bạn không dám có những tình huống mà lao lên
lão để có thể đánh nhau. Tại vì là nếu mà lao lên thì chắc chắn là chết. Hai thanh niên đam cực kỳ to, phi lên bắn quá nhiều luôn. Đây, bây giờ thì team mình đang quyết định là push thẳng vào đây. Liệu push được không đây? Khi mà lượng quái nó cũng không còn quá nhiều. Bây giờ là những cái tình huống mà hát tầm xa và ăn đệ của Vito thôi. Bây giờ là như nào đây? Bingo là một con hero mà theo như mình nghĩ thì về late game nó cũng là một con hero 50-50. Tại vì là tùy thuộc vào những tay người chơi thì Bingo nó mới thực sự là nguy hiểm. Tại vì là đối với một số tay chơi mà đánh tốt vào vị trí Bingo thì chúng ta có thể thấy là những khả năng mà bắn tỉa đến từ con Bingo rất là tốt. Và nó sẽ có những khả năng trong combat rất khó chịu với cái lượng tốc, cái te của nó. Và bla bla cái thứ. Vâng, mình đã hoàn thành xong cái đồng hồ rồi. Tên này là mình sẽ lại tiếp tục ăn vào vị trí của Kraken. Ném cái skill 1 vào Kraken mà giờ tầm mất 600 đam như thế này thì Kraken thở làm sao đây. Vâng, gậy đam nó quá nhiều rồi. Vâng, bây giờ hao tu thở bằng ăn được rồi. Và đây sẽ là một combat chấm hết bên phía đội hình của team bạn. Khi mà chúng ta thấy là một cái tơm mà chỉ cần ném trúng thôi, khả năng bốc hơi rất là cao. Tôi đập đầu vào lông rồi. Mình không có bất cứ cái đồ block nào. Lăn theo nào. Vâng, bây giờ thì thanh niên này chết chặt rồi. Sống thế nào rồi. Thôi, xong rồi. Vâng, chúng ta thấy là một trận đấu mà đánh nó khá là đơn giản đây. Khi mà chúng ta xoay quanh cái việc là farm khá nhiều trong game đấu này. Vâng, được tận 4 cái đồ co liền. 4 cái đồ co thế này thì đỡ làm sao team bạn đây. Vâng, bây giờ lượng gây đam của chủ nó quá lớn. Như các bạn có thấy thì con Iris có thể đi theo đường phép, nhưng mà chúng ta có một chút gì đó sống hơi hèn hèn ở cái thời điểm đầu game. Và bài hướng dẫn và trải nghiệm gameplay của con Iris đi theo đường phép của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like, subscribe cũng như chia sẻ nếu các bạn thấy clip này thực sự bổ ích. Ngoài ra thì các bạn hãy comment xuống bên dưới những con hero mà các bạn muốn mình có thể hướng dẫn và giới thiệu gameplay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số sau.